Lộc TV xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay nhóm ba chị em đầy lội của chúng mình sẽ chơi trò chơi đó chính là đánh bóng chuyền dưới bể bơi. Ơ chị ơi, thế bóng đâu? Bóng đây. À? Chị nhé, còn có bóng to đùng này vào trong bụng chị luôn. Ừ, cầm đỡ mỏi tay em ạ. Đấy, thế bây giờ ai muốn đấu với chị nào? Em. Để chị cho nghe, chị mới đủ đẳng cấp. Để em là rồng, chị là mèo, nên là em mới đủ bằng linh. Chị là mèo vàng, chị phải đủ bằng linh chứ, sao em lại đủ? Em là rồng lớn hơn chị mà, chị là mèo lớn hơn em mà. Thôi, thế thì cả hai em đều muốn đấu với chị đúng không? Vâng. Thế thì hai em hãy đoàn kết lại mà chiến thắng chị đi nha. Chúng mình phải cố gắng trên tinh thần đoàn kết, chứ ai lại chia rẽ nhau như thế. Mà chị chấp tắt hai em luôn. Vâng, chị. Bắt đầu cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi, em đang thiếu. À, ý là chị chấp cả hai em đấy. Mà hai em phải đoàn kết lại thì mới thắng được chị. Mà phần thưởng lần này á là 100k thôi. Được rồi, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nha. Đi thôi, đi thôi. Chóng mặt quá. Người xưa đã có câu, một cây làm thẳng nên non, hai cây trụ lại. Chắc là hai đứa kia đánh bại chúng mình đấy. Mình sẽ phát nha, các bạn nhớ cổ vũ cho mình nha. Nào, 1, 2, 3, yeah! 1-0, 1-0 rồi các bạn ơi. Yeah! Đã báo. Nào, chiếc mình này. Mà một đánh hai tay bời luôn. Em ơi, đồng lòng đồng sức, thế miệt sức mặt đi. Vâng. Nào, hát đi. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa? Rồi. Nào, 1, 2, 1, 3 Yeah, thế là đã đồng lòng đồng sức rồi. Ê, ui dồi ạ. Đi đâu, hát đi. Ê, hát đi. 1, bao nào
mà vẫn thua. Trả lời chiến ơi. Thôi thôi chị đúng phát đi. Một, hai, ba. Mình không thuận, mình mới bị kiểu như là không thuận đấy. Nào, chào mấy chị ơi. À quên. Bye.
chuẩn đi, quần nó cái lưới. Bây giờ mình sẽ phát nha các bạn nha, còn 2 quả nữa thôi. Yeah. Nào, 1, 2, 3. 9, 9, 3 rồi các bạn ơi. Có phải bên đầu, có phải bên đầu kia, đội kia tung bóng sang cho mình các bạn ạ. 1-2 tay lộ bòi rồi các bạn. Thôi cố lên hiệp 3, rất thì sẽ quay lại. Xuyên thầy tìm quả bóng này đó, tạo có một viên nách ý. Nào, chuẩn bị này. 1-2 Nào, 1-2 bóng chuyền này phải đấu bao hiệp thì mới quyết định thắng thua được, nhưng mà mình đã thắng 2 rồi, thôi kệ để cứ đấu ra màn thứ 3 nữa các bạn ạ. Người ta bảo ấy 2-1 không chột cũng què, mà bây giờ 1-2 tơi bời rồi các bạn ạ. Đúng là cảm giác người thắng sướng thật đấy. Không sao đâu em ơi, lần sau bọn mình đánh cho chị em tơi bời. Ok các bạn ơi, các bạn hãy nhớ cổ vũ cho mình nha. Nào, chuẩn bị đây. 1-2-3 Yeah! Bay! Một đèo, tụi tôi chụp một đèo các bạn ạ.
bởi quyết định là thấy các bạn như cổ vũ cho mình nha. Nào, 1, 2 nhớ đoàn kết hơn nha. Và xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã xem video, nhấn like, đăng ký giúp cho ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye.